cho các bạn cái database NotWin này. Được chưa? Tôi sẽ gửi cho các bạn cái file này. Cái file của chứa cái cơ sở dữ liệu này. Sau đó các bạn sẽ tiến hành là execute, nó tạo ra một cơ sở tên là NotWin, xong các bạn sẽ execute cái file SQL vào trong cái cơ sở dữ liệu của các bạn thì các bạn sẽ tự động có cái cơ sở dữ liệu NotWin. Được chưa? Thử nhá. À, quên nhầm Facebook chứ. Rồi đấy, tải về, chạy nó vào trong DB của mình. Cho các bạn 5 phút. Không nhờ hả? Nhanh không?
không nhận được em không nhận. Mày lại chạy lại nữa. Thôi để nó chạy xong đi. Đi chỉ ngay chỗ khác đi. Phải không nhận. Đi theo gì đấy? Mày phải tạo cái đi lên đó chứ. Chạy chưa? Phải đây. Phải mở ra thế nào? Tính nút vào. Memo. Chụp lại à? Reload. Có, chụp chạy xong chụp lại ở đây. Xtim. Chọn file. Máy trường à? Tao mang máy mình đi. Đấy, 4 lần là mình cả. Xong chưa? Bây giờ tiếp theo như sau. Chúng ta sẽ mở cái bảng product ra. Nhớ cái bảng product không? Tìm cho tôi các sản phẩm, cái unit in stock này, cái unit in stock tức là sản là số sản phẩm còn trong kho á. Tìm cho tôi tất cả các sản phẩm còn trong kho còn số lượng nhiều hơn 20, số lượng nhiều hơn 20.
không nhá, các con vẹo. Câu lệnh là gì? Where gì? Rồi, ok, đúng. Được chưa? Tạo câu query ra là biết ngay mà. Select cell from product where unit in stock lớn hơn hoặc bằng 20. Này là xong. Nó ra hết. Được chưa? Thế bây giờ tôi muốn đếm thống kê lại cái toàn bộ cái số này thì tôi biết là có bao nhiêu sản phẩm. Đúng không? Muốn đếm. Ừ. Cao vào đâu? Ừ. Chúng ta có câu lệnh là select cao sao. Cao cột cũng được hoặc là cao xạo cũng được. Có 51 sản phẩm trong, có 51 sản phẩm, có số lượng sản phẩm trong kho lớn hơn 20. Được chưa? Đã trả ra một con số thôi. Được chưa? Chúng ta sẽ nhìn cái tên cột trả ra nó tên là cao sao luôn đúng không? Để thay đổi cái này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một cái thứ người ta gọi là alias. Alias, được chưa? Alias nghĩa là gì? Ví dụ ở nhà chúng ta có con có cháu gì chẳng hạn thì gọi nó, thường ở nhà người ta gọi nó bằng cái gì? Biệt danh. Chính xác, đây là biệt danh hay còn nickname đấy. S total chẳng hạn như vậy. Chúng ta nhìn tên cột nó sẽ chuyển thành total. Được chưa? Ví dụ chúng ta muốn lấy thêm cột khác là chúng ta không muốn đặt giữ cái tên ở trong cơ sở dữ liệu thì chúng ta chuyển thành một cái tên khác để hiển thị ra ngoài thì chúng ta cũng có thể dùng được. Được chưa? Select cao. Được chưa? Xong chưa? Ví dụ bây giờ tôi muốn lấy ra cái thằng product có ID 1 là thằng trai này chẳng hạn. Được chưa? Thì tôi dùng câu lệnh gì? Câu lệnh gì? Select cell from product where ID bằng 1 đúng không? Product ID, xin lỗi. Đúng chưa? Bây giờ tôi muốn chỉ muốn lấy ra product ID, product name, quantity per unit, unit price, unit in stock thôi. Thì làm nào? Làm như nào? Product ID này. Gì nữa? Product name. Gì nữa? Gì? Quantity per unit. Unit price, unit in stock, như này đúng không? Đúng chưa? Nhưng mà bây giờ tôi muốn tính ra luôn ra tổng của cái sản phẩm này, tổng tiền ấy. Có nghĩa là ví dụ như unit in price, unit price là giá một sản phẩm đúng không? Thế còn unit in stock là giá sản phẩm còn đang tồn kho. Tôi muốn kiểm tra xem là tổng số tiền còn đang tồn kho là bao nhiêu của cho một cái sản phẩm này thì làm như nào? Thì chúng ta phải lấy cái gì nhân với cái gì? Unit price nhân với unit in stock. Được chưa? Vậy thì làm nào? Chúng ta sẽ có ví dụ sẽ sử dụng ở đây là unit price nhân với, nhân là dấu sao nhá, nhân với unit in stock và chúng ta đặt cho nó một cái alias. Được chưa? S total money. Được không? Này có được không?
702 xem có đúng không. Chúng ta thực hiện cộng trừ nhân chia sau này chuyện bình thường. Nhưng mà hãy nhớ, nếu mà chúng ta thực hiện như thế này mà chúng ta bỏ where này đi thì nó sẽ thực hiện cho tất cả các cột nằm trong bảng. Thấy không? Bây giờ tôi muốn các bạn lấy ra cho tôi tất cả các sản phẩm có số tiền, tức là số tổng số tiền còn tồn kho á, lớn hơn 1.000 đô. Ví dụ như thằng này này, thằng này hoài là 3.000 này, thằng này 2.800 này, không nhỉ? Where cái gì đấy là được. Xong chưa? Rồi giờ làm nào. Where unit price nhân với unit in stock lớn 1.000. Tôi lấy cái total money này có được không? Vì sao?
Đúng rồi. Copy cái này. Được chưa? Có tổng số bao nhiêu sản phẩm? Đếm đi. Không chưa? Đấy là chúng ta khi mà lấy như này thì nó sẽ làm chúng ta sẽ thống kê đấy. Thống kê khi mà làm ở bên web đấy. Được chưa? Công nhận đây là cách lấy ra, còn có vài cái nữa cơ, còn rất là nhiều cái thứ khác ở trong select cơ. Ví dụ như tính các cái hàm, tính sum, tính AVG, tính gì đấy, vẫn có. Nếu chúng ta muốn, chúng ta hoàn toàn thể, bây giờ tôi sẽ dạy chúng ta cái câu lệnh là tính tổng số tiền của tất cả 77 sản phẩm ở trong này. Ở trong cái bảng product này có 77 sản phẩm. Thấy chưa? Thì chúng ta tính tổng số tiền còn tồn kho, tức là từ unit price nhân unit in stock, được chưa, của tất cả các sản phẩm ở trong cái cơ sở dữ liệu này, thì chúng ta sẽ làm như sau. Đây à, từ trước khi đến cái đấy thì chúng ta sẽ tiến hành là sắp xếp đấy nhá. Các bạn nhìn đây, hiện tại nó đang hiển thị theo thứ tự là Product ID đúng không? Cái nào nhỏ lên trước, cái nào lớn ở sau, đúng không? Chúng ta hoàn toàn thể sắp xếp cái thứ khác trước. Ví dụ tôi muốn tổng sắp xếp cho tổng số tiền này trước, được chưa? Thì chúng ta có câu lệnh như sau: order by total money. Run. Nhìn thấy gì? Nó không quan tâm đến cái product ID nữa, nó là lung tung. Nhưng mà cái total money này nó sẽ làm sao? Tăng dần. Được chưa? Nếu chúng ta muốn sắp xếp giảm dần thì chúng ta thêm cái DESC vào đây. DSC. Run. Cho nhìn này, đây là cái lớn nhất là 4479. Được chưa? Còn nhỏ nhất là 1026 thì phải. Còn nếu mà cái DSC này là description, decrease tức là giảm. Còn nếu mà tăng thì chúng ta có ascending, ASC, run thì chúng ta sẽ là tăng dần. Được chưa? DESC và ASC giúp chúng ta sắp xếp thứ tự. Chúng ta có thể sắp xếp thứ tự theo nhiều tiêu chí, ví dụ như đây là một tiêu chí là tổng số tiền. Ngoài ra chúng ta có thể sắp xếp theo tiêu chí là tên nữa, product name. Như này. Được chưa? Thì nó sẽ ưu tiên như sau. Nếu mà có hai thằng cùng giá, tức là có hai thằng cùng bằng 1026 ấy, ví dụ như thằng dưới này. Đúng không? Thằng La Calicri này và thằng Workspace này mà nó có hai cái total money bằng nhau chẳng hạn. Đến lúc đấy thằng nào xếp trước thằng nào xếp sau, đúng không? Thì chúng ta sẽ ưu tiên tiếp cái thằng product name, tức là tên của nó. Thì cái ký tự đầu tiên nó sẽ so sánh từng ký tự một, thằng nào đặt trước thì sẽ được hiển thị trước, ví dụ như L xuất hiện trước V chẳng hạn. Thì là sẽ sắp xếp theo đúng thứ tự. Được chưa? Độ ưu tiên ở đây, độ ưu tiên cho total money trước, sau đó hai thằng total money bằng nhau thì sắp xếp tiếp cái thằng product name. Xong chưa? Đấy là cái order by. Được chưa nhỉ? Tiếp theo nhá. Tiếp theo.
Chúng ta sẽ đến với câu lệnh, tạm thời dừng cái câu lệnh select ở đây. Mấy nữa học xong sửa, xóa thì chúng ta sẽ lại quay lại với select, bởi vì nó có rất là nhiều. Vì bây giờ tôi muốn chúng ta tương tác với dữ liệu nhiều hơn. Và chút nữa nếu mà có thời gian thì chúng ta sẽ quay lại dùng PHP để lấy dữ liệu từ đây ra ngoài luôn. Sẽ như sau. Ví dụ quay trở về cái bảng user này. Ví dụ tôi muốn xóa thằng user, có ID bằng 6 là thằng Trịnh Minh Tâm này khỏi cơ sở dữ liệu. Được chưa? Thì tôi sẽ sử dụng câu lệnh sau: delete delete from tên bảng where điều kiện nào đấy, ví dụ như ID bằng 6. Được chưa? Sau đó chúng ta thực hiện luôn câu lệnh select sound from user. Như này. Được chưa? Xóa. Bây giờ chúng ta chỉ còn 1, 2, 5 thôi đúng không? Đây. Thấy không? Còn số 6 bay mất. Nó sẽ xóa tất cả các bản ghi câu lệnh delete sound, delete from tên bảng where điều kiện đấy. Ủa. Thì nó sẽ xóa tất cả các bản ghi, nhớ nhá, xóa tất cả các bản ghi thỏa mãn điều kiện. Nên là câu lệnh xóa này là một câu lệnh rất là nguy hiểm. Cái gì delete, thằng nào bảo delete sound from ấy, thằng ấy tại sao lại delete sound from? Vớ vẩn. Xong chưa? Đấy là câu lệnh delete. Xong chưa? Xong chưa? Tiếp theo đến câu lệnh cập nhật đúng không? Ví dụ tôi muốn cập nhật thằng Phan Nguyễn Thanh này trở thành thằng Thanh Nguyễn Phan. Được chưa? Thì sẽ như nào? Câu lệnh của chúng ta như sau. Update tên table. Được chưa? Set tên cột. Ví dụ name bằng Thanh Nguyễn Phan. Phải cột tiếp theo nếu muốn email bằng thanhnguyen@gmail.com. Được chưa? Rồi gì nữa? Where ID bằng 5. Được chưa? Where một điều kiện nào đấy. Thấy không? Nó sẽ tìm đúng đa bản ghi thuộc về cái điều thỏa mãn cái điều kiện và nó thay thế giá trị mới vào cho giá trị cũ. Xong như nhỉ? Đó, điều đây là cái câu lệnh cập nhật. Update tên bảng set tên cột bằng giá trị phẩy cột tiếp theo bằng giá trị và where một điều kiện gì đấy. Trong trường hợp nếu chúng ta không có where thì nó sẽ tất cả các bản ghi của chúng ta chuyển thành cái giá trị ở trên cái đoạn set này. Tất cả các bản ghi.
Được chưa? Xóa được chưa? Xóa được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang dùng PHP một tí nhá, không phải quên hết nhá. Dùng PHP một tí để kết nối, để lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ra, không quên mẹ hết bây giờ. Được chưa? Thử cái nhá. À, để làm cái nào trước bây giờ nhỉ? Dùng cái NotWin này thì nó lại có nhiều cái ràng buộc quá. Đây này. Foreign key. Các bạn mở mở cái table ra nhá. Các bạn kích vào table của NotWin ấy. Sau các bạn bấm cái hình 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 mà nó có nhiều bảng, nhiều cột ấy. Cái hình diagram ấy. Của tôi nó hơi khác một tí, cái hình bên góc tay phải ấy. Table này. Đấy. Đấy. Nó lùi lên mình, nó lùi xuống. Thằng này nó import vào đâu? Chỉ cho nó, phải chưa? Mày làm gì đấy? Đấy, đúng rồi. Để trong khung á. Table này. Chọn object này. Đây này. Thì diagram này, đường diagram nào. Đây này. Đấy, nhìn thấy không? Đó, object. Góc dưới, thằng phụ. Đấy, phải nhỉ? Rồi. Cái gì đây? Table. Object. Đó, thằng phụ này. Được chưa? Đó, thằng phụ chưa? Đó. Bây giờ chúng ta nhìn các cái đường kẻ đó. Đúng rồi, đấy là liên kết bảng. Chúng ta kệ nó, chúng ta xóa hết đi. Mấy nữa dậy sao hả? Một bảng có thể đặt hai quả chính. Được. Hai cái bảng liên kết với nhau, hai quả chính và hai bảng. Chẳng liên quan gì cả. Một khóa chính của bảng này và một khóa phụ của bảng kia. Đây, chúng ta nhìn cái đường này không? Kích vào đấy, xóa đi. Thì đấy, chúng ta mới thêm sửa xóa được không, là nó lằng nhằng là không thêm sửa xóa được đâu. Kệ nó, cứ xóa hết đi cho tôi. Chẳng liên quan gì đến hòa bình thế giới cả. Xóa hết đi chưa? Vãi cả, kích vào cái bảng. Nó có thèm nhìn gì đâu. Thánh à. Xong chưa? Xóa hết chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang PHP. Hôm nay là buổi thứ 55 đúng không? Chúng ta sẽ vào K31B1 này, tạo ra một project L55. L55. Bước ra đây. Xong chưa? Có con vẹo. Xong chưa? Chúng ta tạo một cái file mới ở trong này tên là db.php. Code PHP trong này. Được chưa? Để tạo đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành là tạo kết nối đến DB. Được chưa?
thì chúng ta cần phải có những cái thông số sau. Đầu tiên là host nó sẽ bằng localhost hoặc 127.0.0.1, tùy các bạn thích viết cái nào thì viết. Được chưa? Sau đó là chúng ta có một cái biến là dbname bằng cái notwin, đúng không? Notwin. Được chưa? Tiếp theo có là db username bằng của tôi là root, của các bạn cũng là root đấy, và db password pwd của tôi nó sẽ bằng là 123456, còn của các bạn đừng có điền 123456 nhá, nghe này, không tí nữa lại đần thối mặt ra một đống một lũ, đến lúc người ta nói thì không nghe. Password của tôi thì mới là 123456, được chưa? Bởi vì máy tôi set password cho nó, còn máy của các ông ấy dùng SAM thì không phải đặt password, thì để cái này nó trống, viết như này này, không tí nữa thằng nào lỗi thì ăn đòn. Tôi cho cả lớp mỗi thằng vả trong phát. Viết đầy đủ các thông số này đi. Alo. Vâng. Đứa nào tên là gì? Vâng. Rồi rồi. Ok. Vâng vâng. Xong chưa? Hả? Rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ có đoạn try và catch. Đây là exception. Ex. Chúng ta cứ hiểu như này. Cứ cái đoạn nào mà chúng ta nghi ngờ là có khả năng bị lỗi ấy, thì chúng ta sử dụng cái try catch này. Thấy chưa? Nếu mà chúng ta thực hiện cái đoạn try này, nếu mà chúng ta chạy những cái dòng code ở trong cái try, cảm dấu ngoặc của try ấy, mà nó không bị lỗi thì nó chạy tiếp. Còn nếu trong cảm dấu try đấy mà một như trong những cái lệnh này bị lỗi thì nó sẽ chạy vào trong catch. Catch nó sẽ giúp chúng ta dừng chương trình lại và tiến hành gì? Hiển thị lỗi chi tiết hơn. Bây giờ đấy là cái ý nghĩa của try catch. Chúng ta có biến là connect bằng new PDO. Các bạn cứ viết như này nha. Đây nó là đối tượng. Thì mấy nữa chúng ta mới được học đối tượng. Thì cứ viết cho tôi giống như được. New PDO. Đầu tiên là MySQL 2 chấm host bằng $host chấm phẩy dbname bằng $dbname tra xét bằng UTF-8. Tham số đầu tiên, tiếp theo là username, chúng ta viết đây là biến db username. Tiếp theo là password thì chúng ta có db pwd. Thế là xong. Còn catch chúng ta sẽ viết vào đây là die, đóng mở ngoặc, ex chọn đến get message.
Xong chưa? Xong chưa? Test một cái. Nếu mà nó chạy được thì chúng ta tiến hành va đâm ra cái connect. Và làm cái connect này. Nếu nó ra chữ object PDO thì là chúng ta kết nối thành công. Còn nếu không thành công thì chắc chắn nó sẽ bật ra lỗi. Được chưa? Chạy thử nhá. Localhost sược K31B1 sược L55 sược db.php. Còn đấy, nếu nó ra object PDO như này là các bạn thành công. Có sao? Còn nếu ví dụ tôi sửa cái này thành 7 chẳng hạn, đúng không? Tức là sai mật khẩu của tôi. Các bạn sẽ nhìn đây. Nó sẽ ra là access denied for user root localhost. Tức là tôi đánh sai mật khẩu hoặc là tài khoản. Được chưa? Hoặc tôi bịa ra một cái DB mới nó không có trong cơ sở dữ liệu của tôi. Nó cũng sẽ báo lỗi ngay lập tức unknown database not win 1. Được chưa? Đấy nó là cái lỗi hay không lỗi của mình. Xong chưa? Có ai bị lỗi không? Trông thằng Nam ngơ. Đấy. Mày có va đâm đâu nó ra cái gì? Có mang lên nào. Nhìn biết ngay mà thằng này mặt nó đần thối á. Mày đã lưu đâu hả Nam? Tí nữa nha, cho tất cả cái đám ở dãy bên này mỗi thằng vả nó phát vả thân tay, đứa nào không vả thì để Nam vả lại. Luôn hai thằng ngồi dưới tiện tay vả luôn đi. Chạy đi xem được chưa? Hai thằng trên này được chưa? Được rồi, thế là chúng ta có kết nối đến cơ sở dữ liệu nhá. Bây giờ để ý này, bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái file mới. Tên là index.php. Được chưa? Và chúng ta tiến hành là require one cái file db.php kia vào. Mang đây rồi nào. Tí nữa cho Nam vào. Lưu cái gì mới được chứ? Hải bị điên rồi. Xong chưa? Đây là khi mà chúng ta dùng require one thì chúng ta sẽ có cái biến connect kia luôn, nếu nó chạy được, còn không nó chết luôn ở đầu. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có cái câu SQL, chúng ta có biến SQL bằng select một cái string nhá. Select sound from product, đúng không? Product đâu nhỉ? Chờ đi tôi xem đã. Đây, select sound from product như này được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có cái biến là stmt statement là phát biểu bằng với cái biến connect. Là cái biến lúc nãy chúng ta viết ra ở cái file db ấy, connect trỏ đến prepare cái câu SQL kia. Các bạn cứ viết đúng như này là được. Quan trọng nhất là cái câu SQL này. Được chưa? Sau đó chúng ta có stmt trỏ đến execute và có một cái biến result hoặc là cái biến list cái biến product sc bằng stmt trỏ đến fetch on và chúng ta tiến hành va đâm ra cái biến product này.
Xong chưa? Chạy đi xem có ra. Đây của tôi nó sẽ như này. Thấy 7 size ra một cái array có 77 bản ghi này. Đúng số lượng product ở trong cơ sở dữ liệu không? Đây. Thấy không? Thấy chưa? Nhìn này. Đúng không? Đúng chưa? Em trả liệu rồi. Viết và đâm nếu mà như máy của ông thì viết echo ra cái pre đằng trước này. Đây, đã được. Echo ra cái string pre đằng trước. Nó tự xếp hàng. Kéo lên trên đầu ấy. Đấy, tôi array 77 cái kìa. Phải giải ra đấy. Cái gì? Mày đã import cái node win vào chưa? Đã import cái node win vào chưa? Cái gì đây, cái thành cương này. Đây, db rồi, cha sẽ có cái db username rồi. Sau này tôi chuyển vào màu này. Nó không phải là màu xanh. Trong DB có bản product không? Sau này là 2 chấm. Chấm phẩy chứ. Có thể chạy trong DB nhé. Chạy vào index.php áo này. Mở web ra. Mở web ra ô hay. Ngao cân đấy, ồ in đây nó lại còn xóa hết gì nữa chứ ủa gì đấy dòng số 5 connect là cái gì, biết connect là cái gì không? Đúng rồi, mỗi biến một mẫu ra chưa. Cái này chưa? Cái này chưa? Chưa? Còn không biết là cái gì vậy hả Tiếp? Bảo cái gì đây?
chạy đi. Gì đấy? Tên gì đấy? Bản này tên là gì? Đây là cơ sở dữ liệu này. Sao mày biết cơ sở dữ liệu này cái? Đây đâu ra đấy? Tên khác mày. Chưa hả? Hiểu chưa? Vẫn biết sai. NORT thấy chưa? Xong chưa? Lấy hết ra chưa? Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào cái tập dữ liệu này. Bây giờ sẽ giải thích từng dòng này. Cái này nó sẽ là lấy kết nối đến cơ sở dữ liệu, được chưa? Thông qua cái biến connect, output ra là cái biến $connect, được chưa? Đây nó sẽ là câu lệnh để lấy toàn bộ dữ liệu của bảng gì nhỉ? Bảng product ra ngoài, được chưa? Cái prepend này là nạp câu lệnh trên vào kết nối đến cơ sở dữ liệu. Cái này là thực thi câu lệnh với cơ sở dữ liệu. Đây là lấy ra toàn bộ kết quả trả về.
Xong chưa? Bây giờ hiển thị nó thành bảng rồi. Hiển thị nó thành dạng bảng. Tất cả các sản phẩm này bao gồm ID sản phẩm này, tên sản phẩm này, giá của sản phẩm này, số lượng còn trong kho này, là số lượng đã đặt hàng. Unit in order, on order tức là số lượng sản phẩm đã bán được. Làm nào? Làm nào? Tự làm đi, nhìn gì? Ô hay. Bây giờ là hiển thị ra thôi mà còn không hiển thị được thì vứt. Thằng kia làm xong đi rồi, ông muốn làm gì ông làm, tôi xong việc của tôi dùng điện thoại là việc của tôi, không phải làm xong việc của ông nghĩa. Học thì dốt, cứ ngồi nhìn và chờ, cái kiểu ở đâu vậy? Thằng Nam, xong chưa? Tôi chẳng thấy bao giờ thì ông thò tay vào ông cốt cả. Ông cứ ngồi chờ và đợi. Thế làm sao làm được cái gì?
dùng tất cả những cái thứ mình biết, mình thò tay và mình làm. Cứ ngồi chờ.
Xong chưa? Thì cái bảng nó quái nữa. Xong. Tổng số sản phẩm có mỗi thế thôi. Cái gì? Không. Tôi làm để chứng minh là tôi làm xong rồi thôi. Còn về công tự đi mà làm lấy. Sức đâu mà tôi làm được không? Thế thì còn gì là giao bài tập nữa? Con đã lấy được dữ liệu làm cái việc khó nhất cho rồi. Bây giờ bắt đầu đi chép từng dòng một. Thế là học hành làm gì? Về nhà đi luôn cho nhanh. Về học chuyển sang nghề là gõ bàn phím. Ví dụ như kiểu dạng là ra làm ở mấy hàng photocopy. Để cho nó nhanh. Thành nghề rồi đấy. Chuyên gia đi chép. Thế có phải nhanh hơn không? Tiếp theo này, cái này về các bạn phải tự làm, tôi không làm cho đâu. Chúng ta sẽ có một cái form ở trên này, form của action rỗng, method là method get. Method get, trong này có một cái input type text, có name bằng keyword. Có cái name bằng keyword, đây là tìm kiếm, placeholder tìm kiếm, và tôi có button submit. Submit như này. Giờ khi bấm submit, bấm vào đây, ví dụ tìm cái chữ CH này chẳng hạn, thì nó ra tất cả các sản phẩm có tên chứa cái ký tự CH. Được chưa? Thì tôi làm như sau. Tôi sẽ lấy ra cái biến keyword, đó là keyword bằng đô la iset này, đô la gạch dưới get keyword, nếu mà có bằng true, nếu mà có thì bằng cái đô la get keyword. Còn nếu mà không thì bằng null. Xong. Sau đó chúng ta sẽ có câu lệnh là select sao from product where product name bằng align chứ. Align string %% keyword. Nó lấy hết ra. Ở dưới này tôi sẽ
hiển thị ra đây, value bằng echo với từ khóa keyword này. Ví dụ như sau, tofu, tôi tìm cái tofu này chẳng hạn, đậu phụ. Wow, xong ra ta. À, tôi thiếu chữ D. Đúng không? Tofu. Thấy không? Long time tofu. Rồi genen. Genen. Soju. Thấy không? Tìm được chính xác luôn. Thì đấy là cái bài tập các bạn về phải làm. Thứ nhất là hiển thị được cái danh sách dạng bảng như này. Cái thứ hai là một cái ô tìm kiếm các bạn phải tìm được. Được chưa? Đấy là bài về nhà. Vậy thôi, hôm nay chúng ta kết thúc. Được chưa?